Quý vị và các bạn thân mến, mình là tử vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 để giúp cho quý vị và các bạn đốn lành, lánh dữ, có được một tuần nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm được các vận may đến với mình thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang tuần mới, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tý đang ở giai đoạn bế tắc, hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Có thể nói, lúc này bạn đang ở trong quá trình tự chữa lành bản thân. Do đó, không thể tránh khỏi cảm xúc của bạn lên xuống thất thường. Trong thời gian này, người tuổi Tý hãy học cách tha thứ, khoan dung với chính mình. Chỉ khi không còn gánh nặng mặc cảm tội lỗi bạn mới có thể tự giải thoát bản thân khỏi nỗi đau đeo bám. Ở chốn công sở cũng vậy, cách hành xử quá thiếu lý trí, thiên về cảm tính của bản mệnh có thể gây ra những căng thẳng với đồng nghiệp. Hãy kiên nhẫn và học cách lắng nghe những người xung quanh chia sẻ với bạn để hiểu được cảm nhận của họ, thay vì chỉ chăm chăm lắng nghe những cảm xúc của chính mình. Sao giải thần ghé thăm khiến con giáp tuổi Tý càng về cuối tuần càng hóa giải được những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Thậm chí bạn và mọi người còn rất hào hứng việc cùng chung tay trong việc giúp sức, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tử vi tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, chớ vội cầm tiền lương chưa nóng tay đã bay đi hết. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, bằng sự tự tin bạn có thể vượt qua được mọi chuyện. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, hãy thay đổi góc nhìn, bạn sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, đừng vội tin tưởng lời nói của ai đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, sự ích kỷ sẽ đẩy bạn ra xa khỏi người khác. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Những con giáp tuổi Sửu đừng mong sớm có cơ hội kết đôi trong tuần này. Đây là thời gian dành cho sự chân thành, thật thà, cũng như cách bạn cởi mở với một người nào đó. Bạn cũng sẽ rơi vào một tình huống khó khăn đòi hỏi bản thân phải cố gắng để học cách quản lý và giải quyết mọi việc sao cho hiệu quả nhất. Tuần này dự báo sẽ có những rắc rối không thể nào lên kế hoạch phòng tránh trước như mất nước, điện hay rò rỉ vòi nước hay thiếu hụt các vật dụng cần thiết có thể xảy ra. Vì những vấn đề này mà bản mệnh cảm thấy phiền phức ngoài việc tốn một khoản chi phí kha khá để sửa chữa, mua mới. Sao thiên hình là sao xấu khiến con giáp tuổi Sửu trở nên cao ngạo hơn khi bạn quá tin tưởng vào khả năng của mình, không đánh giá cao nỗ lực của người khác. Cẩn thận kẻo chuốc thêm oán thù không đáng có khiến bạn bị xa lánh, thiếu sự hợp tác trong công việc sau này đấy nhé. Chính tài ghé thăm từ những ngày đầu tuần mang lại tiền bạc rủng rỉnh cho con giáp tuổi Sửu, nhưng càng về cuối tuần bạn càng dễ đánh mất tiền bạc. Do đó, đừng vì thấy có chút tiền trong tay mà vội tiêu xài hoang phí nhé. Hãy lên kế hoạch cẩn thận cho những việc mua những món đồ cần thiết mà thôi. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, tại sao phải cam chịu trong khi bạn có thể tự mình đứng lên? Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, hạn chế ăn quá nhiều chất béo trong từng bữa ăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, trình bày nhiều làm gì, chẳng ai muốn nghe bạn giải thích. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, tìm hiểu về một khía cạnh mới sẽ mở ra một thế giới mới cho bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, hãy suy nghĩ cẩn trọng kẻo đưa ra đánh giá sai. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, khi tình cảm đang có những phút trầm buồn thì con giáp tuổi Dần hãy dừng lại và suy nghĩ thấu đáo hơn rồi hẵng đưa ra lời phản hồi với người ấy cũng không muộn bạn nhé. Lúc này cả hai cần chút không gian riêng để được là chính mình và nhìn nhận lại chuyện tình cảm này. Cuối tuần là thời gian lý tưởng để bạn nhìn lại con đường sự nghiệp đã qua.
Thông qua đó, bạn sẽ nghiệm ra nhiều bài học thú vị về chính bản thân. Điều này có thể mở ra một hướng đi mới cho chặng đường sắp tới của bạn. Tuần mới của con giáp tuổi Dần khá ổn định. Đây là thời gian bạn sẽ cảm thấy khó khăn trong việc bộc lộ ý kiến của mình. Bạn dễ rơi vào nhiều tình huống lỡ lời oái oăm nếu không suy nghĩ kỹ trước khi nói. Những ngày đầu tuần và giữa tuần của bản mệnh không có chuyện gì đáng ngại cả, nhưng thương quan xuất hiện vào cuối tuần khiến bạn cảm thấy khó chịu với cuộc sống xáo trộn. Lúc đó, bạn nên hạn chế tiếp xúc với quá nhiều người vì có thể họ sẽ khiến mọi việc của bạn thêm phần mệt mỏi đấy. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, đừng tuyệt đối hóa mọi chuyện, hãy thả lỏng đi nào. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, lời khuyên của người khác chỉ để cân nhắc mà thôi. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, hãy hướng về cái đẹp, bạn sẽ biết nên làm gì. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, suy nghĩ đơn giản mọi chuyện bạn sẽ không bị ảnh hưởng vì người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, tính toán cẩn trọng cũng chẳng thể lường hết mọi việc. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang tuần mới, có những dấu hiệu cho thấy con giáp tuổi Mão đối mặt với những chuyện không vui trong tình cảm khi qua đi những cảm xúc ban đầu thì nay hai người thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn. Tuần này cho thấy quan hệ với các thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp cũng trải qua một số trục trặc. Hãy dành thời gian nhiều cho bản thân để suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi thứ trước. Đừng lo lắng vì qua khó khăn lúc này bạn sẽ trở lại dần một mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Có những hoàn cảnh sẽ đẩy con giáp tuổi Mão phải đảm nhiệm vai trò của trọng tài và rồi việc phải làm thế nào để có thể phân định một cách khách quan sẽ là thách thức đối với bạn. Hẳn nhiên bạn đồng thời sẽ phải đối diện với một vài sự cám dỗ đã hỏi bạn phải có sự suy nghĩ và lựa chọn thay vì làm theo mong muốn của chính mình. Thiên tài ghé thăm vào giữa tuần sẽ mang lại tiền bạc cho bản mệnh nên những rắc rối nho nhỏ xuất hiện vào ngày đầu tuần sẽ không là chuyện đáng bàn. Hơn nữa, với bản lĩnh của mình, con giáp tuổi Mão sẽ vượt qua được mọi việc một cách dễ dàng. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, với kinh nghiệm hiện tại của bạn vẫn chưa đủ xử lý vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, không nên khuyên ai đó trong khi bạn không hiểu rõ vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, hãy làm việc chăm chỉ để thay đổi cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, chớ nên mong đợi một người không nghĩ tới bạn. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, trách mắng người khác chỉ làm bạn bực mình thêm. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi tuần mới phương Đông chỉ ra rằng, tuần này con giáp tuổi Thìn dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm, chủ yếu là bạn cảm thấy buồn, không vui với hiện tại. Nếu bạn tập trung một chút thì vẫn có cách để cải thiện tình yêu đấy, miễn là bạn vẫn mong muốn vun đắp hạnh phúc cùng người ấy. Cuộc sống của con giáp tuổi Thìn tuần này khá êm đềm, công việc diễn ra đều đều, chưa có gì đột phá. Tuy nhiên, về mối quan hệ thì có chút không vui khi họ trách móc bạn vì sự thiếu quan tâm mà bạn dành cho họ. Liệu bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào hay gặp khó khăn trong việc dàn xếp sao cho ổn thỏa? Dự báo những ngày đầu tuần của con giáp tuổi Thìn có nhiều khó khăn, trở ngại, nhất là khi bạn đối mặt với tỷ kiên gây ra những rắc rối liên quan đến cả tiền bạc lẫn mối quan hệ. Việc gì bạn cũng phải từ tốn xử lý thì mới mong lấy lại số tiền của mình, đừng quá nóng vội khiến không ai khác ngoài chính bạn là người gánh hậu quả đấy. Ảnh hưởng của sao Dịch Mã cho thấy có những thay đổi, nhưng đó là điều cần thiết để cuộc sống của bạn mới mẻ hơn. Dù có chút thử thách với trải nghiệm mới nhưng bạn hãy tập quen sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp hơn bạn tưởng đấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, việc bạn ghen tị là đương nhiên nhưng đừng để cho nó thành điều xấu. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, nói lời nhất định phải giữ lấy lời bạn nhé. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, có người thể hiện sự tin tưởng vào bạn. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh kim, tinh ý nhận ra những sai sót của mình để thay đổi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, hãy thử lên kế hoạch du lịch cùng người thương. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi tuần mới từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi cho thấy không có khó khăn nào đáng kể khiến con giáp tuổi Tỵ phải quá hoang mang cả. Chính quan xuất hiện vào giữa tuần sẽ là hậu thuẫn quan trọng để bản mệnh xử lý được những nhiệm vụ quan trọng. Sẽ có những việc bạn chẳng nghĩ tới cũng được người khác nhắc lại với thái độ nể phục. Tuần này bản mệnh nên bớt so sánh sẽ tốt hơn, mỗi người đều có một giá trị riêng cần được tôn trọng. Vậy thì đâu có lý do gì mà bạn không tôn trọng sự độc nhất vô nhị của bản thân vậy? Hãy tự tin bày tỏ ý tưởng của bạn trước đám đông ngay khi có thể bạn nhé! Những việc xảy ra trong tuần này có thể khiến cho tinh thần con giáp tuổi Tỵ không tốt một chút nào. Bạn căng thẳng, mỏi mệt và suy nghĩ rất nhiều về tình yêu hiện tại của bạn và người ấy. Có lẽ chính vì thế mà bạn không thiết tha tương tác với bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu bạn tìm được một người để chia sẻ thì mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Ảnh hưởng của sao Thiên Diêu chủ về đào hoa, phong lưu nên không tốt cho những cặp đôi đang có chuyện tình cảm xáo trộn vì đây có thể là cơ hội để người thứ ba xuất hiện, gây trở ngại cho việc hàn gắn tình cảm của hai người. Hãy dẹp bỏ hờn ghen để tìm cách thấu hiểu và nuôi dưỡng tình cảm cho nhau bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, có ai đó mang cho bạn động lực mới. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, hãy tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, hãy ghi nhận công sức của ai đó bạn nhé. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, chỉ cần dọn nhà sạch sẽ bạn đã thấy tâm trạng tốt lên. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, niềm tin của bạn được nhen nhóm từ việc nhỏ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Chính ấn xuất hiện vào những ngày đầu tuần hỗ trợ cho con giáp tuổi Ngọ có giải pháp đúng đắn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng. Thậm chí có những việc không diễn ra theo kế hoạch bạn cũng có thể xử lý nhanh chóng vấn đề bằng khả năng thích nghi tuyệt vời của mình. Bạn có biết mình là con giáp thành danh nhờ vào bản lĩnh chứ không phải vì đã ngồi sẵn trên đống vàng. Tuần này đòi hỏi con giáp tuổi Ngọ cần phải tập trung cao độ nếu không sẽ dễ để xảy ra soi sót đấy nhé. Hơn nữa, bản mệnh chớ vì ý kiến của quá nhiều người mà phân tâm, không ai có thể ngăn việc có ý kiến nhưng chính bạn phải là người biết chọn lọc điều gì nên nghe hay là bỏ qua. Sao Hữu Bật Phò Tá giúp bản mệnh có thể chống đỡ lại các hung tinh nhờ đó mà bạn vượt qua những trở ngại hiện tại. Thậm chí với kinh nghiệm đang có, bạn còn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Chuyện quá khứ đã qua đi rồi con giáp tuổi Ngọ đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Đừng mất quá nhiều thời gian cho chỉ một người mà thôi nhé. Bạn sẽ phung phí những cơ hội giá trị để tương tác, gặp gỡ những người tốt đẹp hơn. Đừng quên rằng đây là tuần mới để bạn xây dựng thật nhiều những mối quan hệ giá trị đấy. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, trước khi muốn nhàn hạ bạn cũng phải chịu được vất vả. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, bạn có thể đi du lịch tận hưởng niềm vui với một nửa của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, có dấu hiệu cho thấy bạn đã đi sai đường hay thay đổi. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, tin tưởng ai đó một lần xem sao, bạn vẫn có quyền thay đổi sau mà. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, hãy đối xử nhẹ nhàng với mọi người. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Thực thần ghé thăm vào đầu tuần làm cho tâm trạng của con giáp tuổi Mùi vô tư, thoải mái nhưng đó cũng là lý do khiến bạn dễ trở thành đối tượng bị ai đó lợi dụng. Bạn nên biết kiểm soát lại tình hình nhé, đừng vì vui quá mà quên mất những chi tiết quan trọng nào đó. Tuần này là lúc bạn nên dành thời gian để lập ra các kế hoạch trước khi bắt tay vào hành động, nhờ thế bạn mới có thể tiến xa hơn trong công việc của mình. Đừng quên rằng việc đầu tư một chút thời gian ban đầu có thể giúp bạn tiết kiệm được vô khối thời gian sau đó đấy. Tuần này con giáp tuổi Mùi khá lơ là trong chuyện tình cảm và việc đối phương hờn giận là chuyện không thể tránh khỏi. Tình yêu không phải mối bận tâm lớn nhất của bạn tại thời điểm này bởi vì bạn đang bận rộn với công việc, các kế hoạch cá nhân. Ảnh hưởng của sao Thiên Nguyệt gây bất lợi cho sức khỏe nên tuần này bạn cần nhiều thời gian hơn cho việc tĩnh dưỡng, hồi sức. Đừng để nguyên nhân cơ thể yếu nhược, bệnh tật trở thành điều cản trở sự nghiệp và tương lai của mình bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, hãy trân trọng từng góp ý của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, chớ ganh tị và so sánh với bất cứ ai. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa,
nhớ nói lời cảm ơn tới người đã giúp bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, đối đãi với mọi người bằng sự vô tư. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, hãy quên đi một số chuyện đã làm bạn buồn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, con giáp tuổi Thân đã nhanh chóng tìm lại niềm tin, hy vọng mới sau những đổ vỡ tình cảm. Có thể nói, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những khó khăn, rắc rối thì lúc này bạn đã hiểu ra những điều quan trọng trong một mối quan hệ nào đó, từ đó xây dựng quan hệ đó tốt đẹp và tích cực hơn. Tuần mới với tâm trạng tươi vui phơi phới nên con giáp tuổi Thân rất thích được giúp đỡ người khác. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ thiện chí của mình với mọi người nhé. Sao tả phù hỗ trợ cho các kế hoạch của bản mệnh thêm phần thuận lợi, khi bạn cần việc gì thì ngay lập tức có người hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu cẩn thận thì bạn nên kiểm tra lại mọi việc kỹ càng cho dù đối phương có nhiệt tình giúp đỡ tới mức nào đi nữa. Ngoài ra, đừng quên nói lời cảm ơn và thể hiện sự trân trọng công sức của họ. Thời điểm giữa tuần khiến bản mệnh phải đau đầu nhất vì kiếp tài khiến bạn nhận ra chân tướng sự việc hoặc cảm thấy thất vọng về ai đó mà bạn từng tin tưởng. Hãy nhắc nhở bản thân rằng đó là cơ hội để bạn không nên quá tin tưởng ai đó vì họ có thể gây hại cho bạn bất cứ khi nào có cơ hội. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, chớ nên đề cao quá quan điểm cá nhân của bạn. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, hãy bắt đầu bằng những bài tập nhẹ nhàng nếu bạn muốn thay đổi. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, bạn có thể nhận được tín hiệu tích cực từ ai đó. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, hãy tự thưởng cho mình món quà mà bạn thích từ lâu. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, hạn chế việc sử dụng điện thoại quá nhiều. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Tiếp nối tử vi tuần trước cho thấy, tuần mới hứa hẹn nhiều dự định mới của con giáp tuổi Dậu được hoàn thành. Việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng và động lực cho ngày mới. Nhờ thế bạn sẽ có thêm sự khích lệ tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình đấy. Tuần này có nhiều dấu hiệu vui trong chuyện tình cảm của con giáp tuổi Dậu, việc giao tiếp của bạn sẽ dần cải thiện hơn trước. Trong các mối quan hệ, bạn nhiều lúc quá nhiệt huyết với việc cứu giúp người khác. Lúc này, bản mệnh hãy suy nghĩ về giới hạn của mình và đặt ra ranh giới về những gì bạn có thể giúp đỡ nhé, vì có những người đang lợi dụng lòng tốt của bạn đấy. Sao Thiên Đức xuất hiện dự báo bản mệnh dồi dào tiền bạc và thậm chí có người còn được người thân cho tiền, hỗ trợ tiền bạc để làm ăn, kinh doanh. Bạn đủ năng lực để đầu tư thì có thể bắt đầu tìm hiểu để chuẩn bị tham gia những cơ hội lớn sau này. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, tránh lặp lại sai lầm cũ của bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, không nên vội tin lời khuyên của ai đó. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, hãy có tầm nhìn xa hơn, bạn sẽ biết làm gì ở hiện tại. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, cẩn thận kẻo trao niềm tin sai lầm. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, tránh cãi cọ trong ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang tuần mới, dù làm việc gì thì con giáp tuổi Tuất luôn phải thận trọng hơn trong tuần này vì có rất nhiều việc diễn ra không như ý bạn. Nhất là thương quan xuất hiện đầu tuần là lời cảnh báo, bản mệnh không được chủ quan, phải quan tâm tới cả những chi tiết nhỏ mà bạn vốn tưởng rằng chẳng đáng gì. Tình cảm có nhiều điều không như ý, đã đến lúc bạn dành thời gian để rà soát lại các mối quan hệ. Tất nhiên bạn phải chấm dứt các mối quan hệ độc hại. Song, quan trọng hơn, hãy nhìn vào sâu bên trong để tự chất vấn mình vì sao bạn luôn phải dây vào cùng một kiểu người như vậy. Người tuổi Tuất cần nhắc nhở bản thân rằng không cần phải vội vàng, hối hả quá làm gì. Chậm lại, cẩn thận xem xét mọi chi tiết là tất cả những gì mà bạn nên làm hôm nay để tránh những sai sót không đáng có nhé. Chỉ cần bạn hấp tấp một tí là bạn sẽ mất khá nhiều thời gian sau này để xem xét lại việc đó đấy. Ảnh hưởng tiêu cực của sao Bạch Hổ nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút rõ rệt.
bản mệnh chớ chủ quan với những biểu hiện không tốt của cơ thể, đừng vì mải làm việc mà quên việc chăm sóc bản thân. Nếu cảm thấy đầu óc căng thẳng hay tham gia các môn thể thao để giải tỏa stress bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, cách thể hiện cảm xúc của bạn có phần cực đoan. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, những lời nói nhẹ nhàng của bạn sẽ có giá trị hơn nhiều. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, tính toán lại chi li, nước bước của mình đi nhé. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh kim, nụ cười của bạn sẽ giúp người khác tự tin hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, hãy quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem vận trình tuần mới của người tuổi Hợi cho thấy, dù xảy ra chuyện gì luôn mạnh mẽ đứng lên nhé con giáp tuổi Hợi. Nếu bạn đã quan tâm quá nhiều đến một người nào đó, và giờ đây bạn nhận ra rằng những tình cảm của mình là phí phạm, bởi đối phương không xứng đáng thì chỉ là lời nhắc nhở để bạn thay đổi mà thôi. Chẳng có gì là muộn cho việc thay đổi mối quan hệ này bằng cách hướng đến những giá trị tích cực hơn. Những công việc đã chiếm trọn năng lượng của người tuổi Hợi trong tuần mới khiến cho bạn không thể nào còn sức lực cho bất cứ công việc gì, kể cả nhiệm vụ của gia đình. Có thể điều này sẽ khiến cho người yêu thương của bạn trách giận bạn đấy, hãy khéo léo khi ứng xử với họ nhé. Tuần này có những điều gì vui vẻ, hạnh phúc thì con giáp tuổi Hợi nên tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đó, nhất là khi chính quan xuất hiện hậu thuẫn cho sự nghiệp của bạn được nhiều người giúp sức. Ngày cuối tuần của bạn sẽ có nhiều khó khăn hơn bạn tưởng đấy, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bạn nhé. Bạn có biết mình là con giáp bị động khi yêu, không dám bày tỏ với người thương mến? Sao tử vi sẽ giúp cho bản mệnh sớm thoát được những trở ngại mà bạn đang đối mặt. Vì thế, dù là vấn đề tiền bạc thì bạn cứ tập trung tìm cách xử lý, rồi bạn sẽ tìm ra cách thức phù hợp sớm thôi. Tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, tiết kiệm tiền và sau đó đầu tư vào chính mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, nếu cơ thể mệt mỏi nghĩa là bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, không nên lướt điện thoại quá nhiều. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, hãy biết tiết chế cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, hãy tích lũy kiến thức cho mình từ những điều nhỏ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón một tuần mới nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.